Rồi bây giờ đi mở Dương Tín cho anh em xem này. Là lòng buồn chấn á. Ông sao hôm nay ra được một cái phôi gì để chuẩn bị phang luôn nhá anh em nhá. Không phải tất niên trễ đâu mà quan trọng là phải lương về lương lủng các kiểu thì mình mới tự tin đi ăn tất niên chứ. Chờ một xíu. Chờ một xíu. Chờ một xíu. Xếp gọn lại giường á. Rồi, chiến đây. Em đang cần một cái mũ hỏa 5 dòng anh em ạ. Ở trước khi ấy phải điện ảnh một điếu thuốc được không? Điện ảnh một điếu thuốc được không? Một cái song đao. Hai cái giày. Một cái song đao, hai cái giày. Song đao này à. Song đao này thì bây giờ chỉ có thủy hỏa thì là ok thôi, hoặc thổ cũng được. Ủa áo mộc này, ồ áo mộc này ngon này, áo mộc này ngon này. Tươi đấy. Để thủy xốp đây. Để kim mà, kim này thì kim này chắc chả ai xài đâu. Kim mà, kháng độc chuyển hóa. Kim bán đây. Áo kim nữa. Kim ba dòng. Mũ kim mà. Mũ thổ à. Cày thế. Giày mộc à. Kim này bây giờ là thằng nào xài. Chả xài cái gì nữa nhỉ. Sốt này. Quá mộc thì được này. Không tức linh 32992 cùi vậy. Ô được cái giày. Giày gì chưa biết nha. Mũ. Ôi, mũ thổ cùi á. Giày gì đây? Áo thủy à? Áo thủy bốn dòng à? Bốn dòng à? Ép dòng gì? Ồ, được đấy nhưng mà sức mạnh thân pháp này thì hơi căng đòn nhỉ. Không sao, chơi được. Mũ thổ nữ này. Ồ, lại một cái mũ hỏa này, được, tối nay có cái chơi rồi. Đai thổ à? Ừ. Rồi có cái trời đấy, hai cái mũ hỏa này, tối nay chơi hai mũ hỏa này. Oánh oánh vỡ mồm hai cái mũ hỏa này luôn, không nói nhiều. Từ giao dịch tí đồ đã, ra mấy cái đồ lom nhom không sử dụng. À cái này tí nữa có khi em cũng phải đập này. Mũ hỏa. Giữ hai mũ hỏa lại tí nữa. Chiến em nó. Ôi còn cái đai nữa. Quên mất nhất cái đai sang. Áo mộc là mấy dòng nhỉ? Áo mộc 5 dòng này, áo mộc ngon này. Bao tay à? Nó này, nó này, nó này. Nó này, 5 dòng kim thì bú này. Ui, bao tay mộc à? Bao tay mộc 3 dòng thôi, em nghĩ là cũng được, đập cho Nga Mi nhỉ. Không, Nga Mi là phải dùng phòng thủ vật lý làm chậm. Áo, ui áo mộc ngon, tươi. Giày mộc à? Giày mộc như này thì em nghĩ là cũng đủ rồi. Bốn dòng như này đủ rồi, không cần nhiều đâu. Ui áo mộc ngon. Giày thủy này xốp đi. Mũ hỏa à? Vãi nhái thật. Trời ơi, kim thì bú rồi chứ. À. Cày tê nhỏ. Từ từ lập cái ạc giữ đã. Từ từ lập cái ạc giữ đã. Cày thế. Xém thì bú rồi, kim là bú rồi đấy chứ. Kim là bú rồi, mộc này thì tiền tổng gì, mộc này thì ép cho con gì. Em có bao tay mộc 4 dòng à? 4 dòng hay 3 dòng thì nó cũng xem nhau thôi em trai. Ở nhà để em lấy đất đã, em lấy thêm đất đã. Còn 33 dương rồi mà. Nó cứ để lại đi, lỡ mai mình ép độc sát nội công thì mình ép nó cũng được mà. Áo mộc này ngon này.
mũ hỏa này, hai thổ bao tay giữ lại cái mũ này, cứ giữ lại đi, biết đâu có lúc cần xài. Kim thì kim mà cái nỏ đó mà kim thì tôi có ngày củ và mõm, không nói nhiều, ít nhất có ngày củ và mõm. Áo hỏa này, mũ kim đẹp trai à, mũ nữ kim biết ai xài không nhỉ, nếu mà chả ai xài kim đâu. Đai thổ năm dòng này. Ngọc này. Rồi, rồi. Kim thì chắc chả ai xài đâu. Kim chắc chả ai xài đâu nhỉ. Rồi cứ giữ lại đi, biết đâu có người cần. Bao tay lại một quả song đao nữa này. Em cần một cái âm dương. Ui trời ơi. Ui rồi. Cái này ép độc sát nội công thì ngon hơn này. Thủy. Cái này ép độc sát nội công ngon hơn, song đao ép dễ hơn. Rồi không có gì, nước dưa gì. Kim 4 dòng à. Kim 4 dòng thì bán cái này đi. Ồ, giày mộc ngon, giày mộc ngon. Giày mộc ngon, 5 dòng, 109 luôn. Ú, áo hỏa 5 dòng. Áo hỏa 5 dòng. Được, giao dịch cái cho lấy đất ra. Giao dịch cái lấy đất ra. Cần một cái âm dương vô cực quán. Âm dương, đai. Ồ, cái đai 109 kìa, bao tay với cái đai 109 kìa, giày kìa. Hai cái giày 109 kìa. Mũ này, mũ này, mũ ngon này. Hóa năm dòng. Ui giời, thổ à. Thổ à. Không cần. Giày gì đây? Giày thổ nè. Cứ đè đi. Giày gì đây? Bao tay này, bao tay. Ui, bao tay mộc ba dòng. Đai gì đây? Ui giời ơi. Ôi, kiếm hai mũ này đập được rồi. Bây giờ đập hai cái mũ này được rồi. Này. Chơi hai cái mũ này. Rồi, ok anh em.